Hai chào anh em ơi, chào mừng trở lại với kênh 195 Lóc. Trong video này mình sẽ tiếp tục chia sẻ anh em một cái ứng dụng giúp chúng ta chạy Android ảo ha. Chúng ta chạy thêm một cái không gian trên điện thoại Android mà có thêm không gian Android nữa. Đó rất là hay ha. Và anh em có yêu cầu mình làm thêm một cái ứng dụng giống vậy nhưng mà chạy trên máy anh em có khi là ứng dụng này nó không tương thích với máy anh em á thì máy anh em sẽ chơi không được nha. Rồi cái ứng dụng kia thì tương thích được nhưng cái này có không tương thích được thì anh em có thể xem lại video cũ, mình sẽ để ở đây nha, cho anh em thấy nha. Đó, anh em xài ứng dụng nào được thì chúng ta sử dụng nha. Rồi ở đây chúng ta sẽ vào cửa hàng Google Play nè, nó nằm trên cửa hàng Google Play á. Rồi chúng ta sẽ tìm với từ khóa là Visual Android nha. Đây nó sẽ có là bản sao Android nè, đây là phiên bản Android cũng khá là nhẹ thôi. Đây ok, bây giờ dung lượng là 5 MB, bây giờ mình tiến hành cài cái ứng dụng này về nha. Đây là Android ảo, máy ảo đó nè. Rồi ok, thì nó sẽ chạy song song với cái máy chúng ta, giúp cho chúng ta có thể chiến game hoặc là chơi nó khá là ok hơn nha. Mình đã có làm một cái video mà nhiều anh em thấy là trải nghiệm khá là tốt. Rồi mình sẽ chia sẻ một số cái lỗi của ứng dụng này cho anh em cách khắc phục cái lỗi luôn nha. Rồi ok, chúng ta đợi chút xíu và tiến hành cài đặt cái ứng dụng này lên điện thoại này nha. Rồi ok, giờ tiến hành mở lên. Đây, chúng ta sẽ bấm vào đồng ý. Rồi nó kêu chúng ta là nó sẽ download thêm một cái nữa. Rồi ok, bây giờ bấm confirm. Đây. Rồi ok, tải xuống. Ở đây mình đang sử dụng 4G nha. Đó. Rồi chúng ta đợi chút xíu. Nếu mà cái chỗ mà để download pin này mà nó tải lâu quá nó không chạy á thì chúng ta thoát hết nha. Đây chúng ta sẽ thoát ra nè ha. Rồi chúng ta sẽ tìm cái ứng dụng mà mới tải nãy nè. Đây ứng dụng là Vito Android nè. Đó, chúng ta sẽ vào đây. Đó, chúng ta bấm confirm lại. Rồi chúng ta đợi chút xíu nha. Đây. Đó, thấy không? Là phía trên này nó có cái tệp bổ sung nè. Đó, tệp bổ sung cho Vito Android. Đó, đang tải xuống nè. Đó, nếu mà đứng lâu quá thì em có thể thoát ra vào lại ứng dụng là nó sẽ cái. Bây giờ mình sẽ tiến hành cho nó tải xong, mình sẽ vào ứng dụng này có ngon lành trình đào không nha. Ok, mình đã tải gần hết rồi nè anh em. Đó. Ok, đợi chút xíu nha. Ở đây thì mình sẽ chia sẻ anh em một thêm cái ứng dụng nữa giúp cho máy của anh em có thể chơi được Android ảo ha. Rồi ok, mình bấm trong cái ứng dụng nè. Rồi cho phép. Rồi bấm ok. Rồi nó sẽ thoát ngay, giờ chúng ta sẽ vào lại, nó khởi động lại nè. Rồi chúng ta bấm vào no more setting nè, remote nè. Rồi ok. Rồi ok đó. Nếu mà nó bị buộc dừng thì chúng ta sẽ vào lại nha. Đây chúng ta sẽ vào lại. Lúc đầu nó chạy là nó bị lỗi gì đó nè. Rồi chúng ta sẽ bấm chữ bắt đầu, cái này nó có tiếng Việt hết rồi, rất là dễ xài thôi. Rồi việc cài đặt rồi sử dụng không có bị mất dung lượng. Đây này, đó, ta đợi cho nó cài đặt nha. Rồi ok, vô nè, thấy không? Đó, vô Android luôn nè. Rồi đó, anh em thấy nè. Ở đây lúc đầu mình sẽ chia sẻ anh em chi tiết chỉ kỹ như thế này cho anh em làm lần đầu tiên sử dụng cái ứng dụng này có khi bị lỗi á thì không vào được hay sao á thì xem tới đây là anh em sẽ vào được nha. Đó, anh thấy không, vô được hết trơn rồi nè. Đó rồi ok, bây giờ mình sẽ vào cái phần cài đặt nè. Đó, cài đặt nâng cao ở đây, độ phân giải thì em chỉnh giúp cho mình. Đây nó sẽ có hai độ phân giải là 720 là HD nè và Full HD gì nè. Ok, bây giờ mình sẽ chỉ HD nghe anh em. Đó rồi ok, ở đây nó sẽ có thêm cái độ phân giải tùy chọn nữa nè. Đây mình chuyển về HD cho nó nhẹ máy nha. Đó, nó nhẹ nè. Đó, anh em sẽ bấm vào đây nè. Để rồi ok, bật độ phân giải này có thể đặt độ phân giải tùy chỉnh ở đây nè. 960x540 gì đó, anh em có thể đặt độ phân giải mà anh em tùy thích. Đây độ phân giải tùy chọn mới nè, nó để trong khoảng là 360x640 đó, chiều cao nè. Đó rồi, ví dụ như 960 này, 960x540 540. Rồi ok, DPI là 380 đi. Rồi đó, thì anh em sẽ thấy nè. Đó, anh em có thể đặt độ phân giải tùy thích luôn nó ha, bấm độ phân giải tùy chọn mới. Đó, anh em có thể bật qua đây khởi động lại. Thì chơi game trên độ phân giải thấp thì nó sẽ mượt hơn rất là nhiều nha. Đó rồi ok, cái này mình chỉnh lộn sai nè. Cái này mình chỉnh sai nè. Đó, mình đi ghi ngược á, mình ghi ngược. Rồi ok, anh em có thể xóa. Ok, bây giờ mình sẽ chuyển về độ. Ok, bây giờ mình sẽ chỉnh lại đây nha. Này 540 x 960 400 dpi đi. Đó, mình sẽ chọn cái độ phân giải này.
hồi nãy mình để ngược đó nè. Đó rồi, như vậy là mới đúng nè. Đó thì em thấy không, độ con giải này thì chơi game nó sẽ mượt hơn rất là nhiều ha. Đó rồi, trời ơi con giải chà bá luôn rồi. Ok bây giờ mình sẽ chuyển gì hết à, chuyển gì HD đi rồi đó, nhanh lắm, nó khởi động lại nhanh lắm đó. Đây chi tiết lắm ha. Rồi ok, vì HD nè, uống treo phím mão thì có hết trơn nè, muốn bật thì bật nè. Đó rồi, ở đây thì nó có luôn DNS nữa nè, DNS luôn nè. Đó DNS server hoặc là share với hotspot gì đó. Rồi ok, anh em có thể thêm game á, ví dụ như Pitlack ở Roblox thì chúng ta vào đây này ha. Chúng ta muốn thêm Free Fire, Roblox hay là những game nào anh em muốn Pitlack á, muốn chơi cho nó mượt á, thì anh em có thể vào đây. Ok bây giờ mình sẽ tìm Roblox nè. Đó mình bấm chữ nạp ha, anh em thấy chữ nạp à, đang nạp nè. Rồi đang cài nè. Rồi ta đợi chút xíu, quay ra coi có chưa. Đó là đang cài đặt nè. Rồi ok. Rồi anh em để nhìn trong thời gian cài đặt thì kể anh em mình cháu gõ bằng cài đặt coi xem nó có gì nha. Rồi thêm cài đặt mạng, nó để coi phiên bản cái này là Android mấy nha. Đây giới thiệu điện thoại Android 7.1 nè em ơi. Phiên bản Android là 7.1 nè, NowRap nè, NowRap nè. Rồi mức vá thì có đây ha. Đó chợ năng, chợ có chợ năng luôn nè. Rồi pin nè, bộ nhớ nè, ứng dụng nè, nó hiển thị. Rồi để xem mình vô mình coi cái phần giới thiệu điện thoại nè. À, số phiên bản nè, đây bây giờ bạn chỉ còn đã, bạn đã là nhà phát triển luôn đó nè, ha ghê không. Rồi bật lên đây, anh em sẽ thấy là ở phần là tùy chọn nhà phát triển nè, bấm vào nè. Đó thì anh em có thể tinh chỉnh trong phần tùy chọn nhà phát triển trong đây luôn nè. Đó ha, rất là hay luôn, như là một cái điện thoại mới vậy. Gọi lỗ USB có sẵn nè. Trình đường ghi nhật ký thì anh em có thể chỉnh về 1M, 4M nè. Tỷ tăng tốc CPU nè. Hay như một cái điện thoại mới luôn đó anh em. Tỷ lệ hành động anh em có thể tắt hành động. Đây tắt hành động trong đây. Đó. Độ rộng nhỏ nhất nè, anh em có thể chỉnh DPI trong đây, nếu mà anh em chơi Free Fire á thì anh em có thể chỉnh DPI trong đây 7-800 gì đó ha. Đó rất là hay nha. Rồi cái này là mình chia sẻ em chi tiết rồi đó nè, không luôn hoạt động với chị quá trình chạy nền gì trong đây y chang luôn nè. Đó anh em thấy Roblox nó chạy rồi nè, đó Roblox được cài đặt sẵn rồi nè. Anh em muốn nạp game nào á thì chúng ta chỉ cần vô đây thôi ha, vô đây và bấm chữ nạp thôi ha. Rồi ok bây giờ mình sẽ chạy Roblox lên nè. Đó cái này thì anh em phải chuyển độ văn giải về á, về độ giải thấp chút đi chơi gió mượt. Rồi ok, đây là những cái nút tác vụ cơ bản của cái ứng dụng chúng ta nè, như chuyển hướng đa tác vụ là chạy nền á, chạy nền á nè, đa tác vụ nè, đó thấy không, đa nhiệm á, cái nút đa nhiệm á. Rồi ok bây giờ mình sẽ tiến hành đăng nhập và mình sẽ chơi match setting thử coi nó vượt không nha, có nó bị nóng máy hơn không nha. Rồi ok ok nè, bây giờ mình sẽ tiến hành vào cái game block root nè. Đây đây mình sẽ vào xem chơi có ngon nha. Bây giờ mình sẽ tiến hành bật máy setting của game block root luôn nè. Rồi ok đây, cái này rất an toàn với nick nha em. Đó ống này đâu làm gì đó, nó chỉ sử dụng tả Android thấp hơn thôi. Ok bây giờ mình sẽ vào. Ok anh em nha, cái này thì anh em phải hạ độ phân giải cái màn hình xuống nha anh em. Đây lưu ý như nha, anh em muốn chơi mượt ngon thì anh em phải hạ độ phân giải. Hồi lúc đầu mình đã chia sẻ video cho anh em á là set cài đặt á, cài đặt cái ứng dụng này về độ phân giải thấp áp một chút. À, có thể anh em để HD hoặc dưới HD như mình á, 9.54 hoặc 9.6 hoặc thấp hơn thì chúng ta sẽ chơi nó mượt hơn rất là nhiều ha. Đó thì anh em với cái cách này thì anh em có thể chơi được hai nít đâu, hai cái game giữa ngoài với trong luôn, chơi cũng khá hay nghe nè. Đó anh em mà muốn cài cuốc game chúng ta thì anh em có thể chơi độc lập như vậy á. Rồi thì cái ứng dụng này mình thấy khả năng tương thích cũng khá là cao á. À, những cái điện thoại Android thì nó tương thích khá ok đó. Rồi ok bây giờ mình sẽ vào phần cài đặt nè. À, thấy là phần setting nè, đây vào phần setting nè. Rồi ngay cái chỗ là graphicality nè, đó mình đã đặt chất lượng cao nhất luôn nè, thấy không. Rồi anh em có thể hạ đồ họa xuống ha, anh em chuyển qua cái phần là mono để hạ đồ họa xuống cũng được, nó hạ đồ họa xuống chơi cho mượt hơn.
ha, không có gì. Rồi, còn anh em nào muốn mét nhẹ thì anh em có thể vào đây để chúng ta tăng độ con giải lên. Như mình là mình đã full luôn rồi nè, mà thấy máy nó không có nóng lắm ha. Mà làm gì làm chứ anh em, mà tăng maximum như thế này mà chạy trên cái không gian ảo nữa thì nó bị nó hơi delay á. Này mình nói thiệt đó. Rồi mà thấy nó có khả năng là vượt hơn khá là nhiều khi mà chúng ta chơi ở ngoài á, chơi ở ngoài mà mình chơi chút xíu là máy nó rất là nóng ha, rất là nóng. Nhưng mà chơi ở đây thì tình trạng này hơi ấm ấm thôi, nó không có nóng lắm. Rồi ở đây mình không có cái đồ đo nhiệt độ nha. Rồi anh em thấy hay đừng quên cho mình một like, đăng ký, nhớ chia sẻ video này cho mọi người biết. Anh em thấy cái cách này có thể giảm lag giảm tắt của Golok nha. Thì mình nói tí nữa là không phải là máy nào nó cũng tương thích đâu nha ha. Nếu mà video này mà máy anh em không tương thích thì anh em có thể xem lại cái video cũ, xem máy của anh em có thể tương thích cái không gian ảo đó không. Còn không thì chúng ta chuyển qua cái không gian ảo này ha. Rồi anh em thấy đừng quên cho mình một like, đăng ký nha, nhớ chia sẻ video này cho mọi người biết nha. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo.